dự kiến tăng hơn 8.000 chuyến bay dịp Tết Nguyên đán. Các hãng hàng không Việt Nam dự kiến sẽ tăng thêm hơn 8.000 chuyến bay dịp Tết Nguyên đán. Cục Hàng không Việt Nam ngày 28 tháng 10 cho biết, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào dịp Tết Quý Mão 2023, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến Tết Quý Mão từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến, tương đương 32%, từ 25.613 chuyến lên 33.691. Các chuyến bay trung bình trên ngày tăng 260 chuyến trên ngày, từ 826 lên 1.087 ghế, cung ứng tăng 1,6 triệu ghế, tương đương 33%, từ 5,1 triệu lên 6,7 triệu ghế, ghế cung ứng tăng trung bình 53,9 nghìn ghế trên ngày, từ 163 nghìn ghế lên 216,9 nghìn ghế. Các đường bay tăng chuyến cao tập trung vào các đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại.